Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 với nhiều quy định thay đổi mức hình phạt so với bộ luật hình sự năm 1999. Trong đó có một số tội danh không còn áp dụng án tử hình, cụ thể tội cướp tài sản, tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm, tội đầu hàng địch, tội chống mệnh lệnh, tội phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Bộ luật hình sự năm 2015 đã thể chế hóa chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tù theo hướng phạt tiền là hình phạt chính, không chỉ áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng như quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, mà cả trường hợp các tội nghiêm trọng. Riêng đối với các nhóm tội phạm xâm phạm trật tự và quản lý kinh tế, môi trường, thì phạt tiền là hình phạt chính có thể áp dụng đối với tội rất nghiêm trọng. Trong trường hợp người bị cải tạo không giam giữ có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo, không giam giữ với thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ một ngày và không quá 5 ngày một tuần. Biện pháp này không áp dụng đối với người già yếu và phụ nữ mang thai. Xây dựng yếu tố chống giả trên phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là nội dung nổi bật tại thông tư số 33 năm 2017. Theo đó, Tổng cục Quản lý Đất đai bắt đầu xây dựng các quy định về yếu tố chống giả trên phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tổ chức việc in ấn phát hành phôi giấy chứng nhận cho văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận quản lý sử dụng phôi về Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ 6 tháng trước ngày 20 tháng 6, định kỳ hàng năm là trước ngày 20 tháng 12. Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi được quy định tại thông tư số 23 năm 2014. Thông tư số 33 năm 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2017.